Chào các anh chị đang đến với khóa học ăn vặt Hot Trend 4.0 tại Học viện Pha chế Vinba với 10 chuyên đề và hơn 80 công thức Hot Trend mở màn rộn ràng và nhẹ nhàng với món mì cay 7 cấp độ. Nhắc đến xứ Hàn thì ta có món cơm cuộn Hàn Quốc, món cơm trộn Hàn Quốc và không thể bỏ qua món bánh nhậu cay Hàn Quốc. Với món bánh tráng trộn đặc biệt, ngon khôn tả, khoai tây lát phô mai, gà rán với lớp phở giòn tan, thơm lừng, bánh pizza Hawaii, pizza gà, pizza hải sản và nhiều món pizza khác nữa. Và không thể thiếu công thức cho các món mát lạnh như là bánh su kem, chè khúc bạch. Chè khoai dẻo. Chè thái. Bánh flan. Hơn 20 món chè hiện đại là sự kết hợp của nhiều loại topping với sữa chua hoặc nước cốt dừa thơm ngon. Sữa chua nếp cẩm. Ngoài ra còn có hơn 10 chuyên đề kem tươi và 13 món kem viên. Quyền lợi chỉ dành cho học viên của Học viện Pha chế Vinba. Quyền lợi thứ nhất, được bảo hành khóa học trọn đời. Quyền lợi thứ hai, được cập nhật công thức mới hàng tuần trong rút kín. Quyền lợi thứ ba, được tặng tất cả các video bài giảng. Quyền lợi thứ tư, được tặng bộ sách ăn vặt Hot Trend 4.0. Quyền lợi thứ năm, được tặng vé VIP tham gia talk show Bí quyết quán đông khách 4.0 trị giá 3 triệu đồng. Quyền lợi thứ sáu, tặng bộ hình ăn vặt trị giá 5 triệu đồng. Quyền lợi thứ bảy, anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc thực hành từng món trong suốt quá trình học, thực hành chiếm 95% thời lượng. Quyền lợi thứ tám, anh chị sẽ được trực tiếp vận hành thiết bị, dụng cụ và có kiến thức trong việc trang bị thiết bị cần thiết cho quán mình. Quyền lợi thứ 9, khi anh chị học xong sẽ được cấp bằng khi hoàn thành khóa học. Quyền lợi thứ 10, anh chị sẽ được tư vấn 1:1 về kiến thức mở quán sau khi học xong. Quyền lợi thứ 11, anh chị sẽ được tư vấn về các mô hình setup quán. Quyền lợi thứ 12, hiểu nguyên lý làm món thực sự để không bị lạc trôi trong ma trận công thức. Quyền lợi thứ 13, được hướng dẫn biến menu quán trở thành một kiệt tác. Quyền lợi thứ 14, giúp bạn giải mã trong việc xây dựng menu món ăn cho điểm bán của mình với 10 chuyên đề ăn vặt hot nhất hiện nay. Quyền lợi thứ 15, anh chị sẽ làm chủ được chiến lược upsell khi lên menu với các size và định lượng món khác nhau. Quyền lợi thứ 16, làm chủ được giá cost món ăn và nắm vững cách định giá. Quyền lợi thứ 17, được vận hành quán Miss Nhi trong 3 buổi. Nếu anh chị là chủ quán, muốn học để cập nhật menu mới, người sắp mở quán học để lên menu, định giá bán, hãy đăng ký trực tiếp ở dưới video này bằng cách comment học ăn vặt để nhận ưu đãi 80% học phí của khóa online và 40% cho khóa trực tiếp. Ưu đãi chỉ dành cho 50 người nhanh tay đăng ký đầu tiên. Comment học ăn vặt để nhận ưu đãi anh chị nhé.